Mừng khai trương siêu thị điện máy thứ 6 của Pico tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Pico đồng loạt giảm giá hàng ngàn sản phẩm cùng hàng vạn quà tặng hấp dẫn. TV LED 3 màn hình thương hiệu Nhật Bản, giá 4.590.000 đồng. Tủ lạnh Panasonic 202 lít, giá có 3.990.000 đồng. Lò vi sóng Gosan cơ có nướng 20 lít, giá 890.000 đồng. Laptop coi bà rẻ hơn máy để bàn, giá 6.490.000 đồng. Máy tính bảng Asus Memo, giá 3.468.000 đồng. Sản phẩm bán duy nhất ngày 19 tháng 10 năm 2013. Pico, hệ thống siêu thị điện máy hàng đầu Việt Nam.